và đó chính là Park Ji Yoon. Xin cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Gamsahamnida. Annyeonghaseyo. Yeah, xin chào Phạm Lực. Nãy bạn bước xuống thì Duy Khánh ngồi bên dưới thì phải công nhận là wow thật sự. Hóa trang rồi tóc tai trang phục thần thái rất rất là giống luôn. Và hơn hết thấy anh Đại Nghĩa là người nhún nhảy rất là nhiều. Thì không biết là anh Đại Nghĩa cảm xúc như thế nào, chắc là mời anh Đại Nghĩa chia sẻ trước nhé. Phải nói là Phạm Lực mỗi ngày là một tiến bộ nhiều hơn. Mà em có biết qua tiếng Hàn bao giờ chưa? Em chưa bao giờ tập tiếng chưa bao giờ học, chưa bao giờ biết luôn, đúng không? Thì đúng có mỗi câu Kasamita là nghe thường nhất. Annyeonghaseyo, rồi Upa, Upa này kia đó. Vậy mà bây giờ hát một cái bài dài như vậy với một cái ngôn ngữ không phải là của mình thì là một cái điều mà trước tiên chúng ta phải dành một cái lời ngợi khen cho Phạm Lịch. Ốc là dơ cái bản ngạc nhiên chưa lên bởi vì cái khả năng mà hát tiếng Hàn Quốc, phải không em? Thiệt luôn á, thật sự Phạm Lịch là một biên đạo, một vũ công xuất sắc, điều đó không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng thật sự là chị quá đỗi ngạc nhiên khi thấy hình ảnh này của em. Chị không nghĩ rằng là tại gương mặt thân quen đã có một Phạm Lịch quá ấn tượng đến như thế. Thì cái tiết mục này á, nhìn thì thấy nó nhẹ nhàng vừa phải và không quá khó về vũ đạo với Phạm Lịch. Nhưng mà để hát được như vậy và giữ được cái nhịp như vậy mà cái giọng không bị lơi thì chị nói là chị quá nể em luôn á Lịch. Lịch ơi, em có đang mệt trong người không? Không, cái bài này á, giống như là kiểu lúc đầu em mới tập em bảo thấy cũng bình thường mà sao đến lúc trời ơi tập giống như là cái phần hát nó ở một bên và cái phần nhảy nó đặt riêng một bên luôn. Và em ưu tiên cái phần hát trước, em tập trước và sau khi em học thuộc hết xong rồi em vào phần nhảy cái em quên sạch hát luôn. Tại khi anh xem cái clip gốc á thì cô ấy hát cái giọng thật của cô ấy có và hát bằng cái giọng hơi cũng có. Nhưng mà khi anh nghe Lịch hát thì anh lại nghe Lịch hát cái giọng hơi hơi nhiều. Đó, cho nên là anh không biết là có phải là do Lịch có vấn đề về sức khỏe hay không, hay là mình cố tình mình nhấn vào cái điểm đặc biệt đó. Đúng rồi ạ, cái phần hơi là thực sự là cố tình đấy ạ. Tại vì khi hát sẽ là thì đó. Kiểu mình chỉ cố gắng nắm bắt những cái gì mà gọi là rõ nhất để em bấu víu vào không thôi. Sao em, mình cứ làm lố chút xíu. Tao nói không lố đố mà vui đó em. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất là nhiều. Dạ, em xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Bây giờ nếu mà chúng ta phải thẳng thắn nói với nhau là cái phần hát của Lịch như vậy là chưa được tốt lắm. Tức là mặc dù Lịch đã rất là cố gắng để từ cái vòng 1 cho đến vòng này là Lịch đã tập hát rất là nhiều. Chị nghĩ là Lịch đã phải có đi tập rất là ghê đó. Nhưng mà sang bài này thì vẫn là khó. Thứ nhất là nó là một ngôn ngữ khác, để tiếng Hàn Quốc. Cái hai là bài này rất khó hát. Vì tiết tấu nó cứ chặn đều như thế. Vừa rồi nếu mà lúc em tự hát mà không có vũ đạo ấy thì chị thấy em hát hay hơn. Còn ở trong kia thì là thều thào lắm. Tại rõ ràng là mình đang bắt chước một diva thì người ta sẽ chú trọng nhiều hơn đến cái phần hát của mình, sau đó mới đến phần vũ đạo. Tại vì nếu mà em có vũ đạo hay mấy thì người ta bảo thích nhất bà Lịch chả nhảy giỏi thì ai nhảy giỏi đây. Thế nhưng mà bà Lịch mà hát hay cơ thì người ta mới ghi điểm, nên là lần sau là phải cố gắng tập trung vào phần hát tốt hơn một chút. Nhưng mà hôm nay cái phần biểu diễn của em cũng vẫn rất là ngạc nhiên chưa? Dạ, ngạc nhiên chưa, dạ. Em chốt lại. Vậy lên chứ chưa tìm là... nói. Đáng yêu quá ta. Ồ, đáng yêu quá ta. Rồi, cảm ơn Phạm Lịch rất là nhiều. Xin mời bạn.